Tàu điện ngầm Bắc Kinh là một mạng lưới đường sắt vận chuyển nhanh phục vụ các quận nội thành và ngoại thành của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuyến đầu tiên của hệ thống tàu điện ngầm này khai trương vào năm 1971 và mạng lưới hiện nay có 22 tuyến đường, 391 trạm nhà ga và 636 km đường ray hoạt động. Đây là tàu điện ngầm cổ nhất ở Trung Quốc và xếp thứ hai chiều dài và số lượt chuyến sau Metro Thượng Hải. Ngày 30 tháng 4 năm 2010, các tàu điện ngầm đã vận chuyển mức kỷ lục 6,4 triệu người. Ngày 30 tháng 12 năm 2010, tuyến số 15 Sương Bình, Phòng Sơn, Diệc Trang và Đại Hưng được khai trương để hoạt động. Các mạng tuyến đường hiện tại vẫn có thể không đủ đáp ứng vận tải công cộng của thành phố nhu cầu và đang trải qua mở rộng nhanh chóng. Nhìn chung theo kế hoạch thì sẽ có hơn 700 km đường sắt hoạt động năm 2015 và 1.000 km vào năm 2020. Chương trình kích thích kinh tế Trung Quốc 4.000 tỷ đã tăng tốc xây dựng hệ thống tàu điện ngầm.